Thưa quý vị, huyện Châu Thành vừa tổ chức khởi công xây dựng công trình cầu Phú Tâm. Đây là một trong những công trình trọng điểm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025. Cầu Phú Tâm tọa lạc tại ấp 4 xã Hòa Phú, kết nối giữa xã Hòa Phú với xã Bình Tâm, thành phố Tân An. Cầu dài gần 50m, bắc qua trạch Bình Tâm, được xây dựng từ năm 2005 nên đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn cho việc đi lại. Công trình xây mới cầu Phú Tâm dài gần 50m, trọng tải 16 tấn, mặt cầu rộng 6m. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Châu Thành làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí xây dựng là 10 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11 năm 2021.